bị đấu đại gia nước Pháp, Quang Hải nhận trọng trách cực lớn. Huấn luyện viên trưởng Pau FC tiết lộ cực sốc về kết quả trận đấu tới. Sau chiến thắng đậm 5-0 trước đội bóng bán chuyền Landes, Pau FC sẽ có một trận đấu thử lửa, thực sự đối đầu với các nhà vô địch Ligue 2 Toulouse. Đây dự báo sẽ là một trận đấu khó khăn cho đội bóng của Quang Hải, khi đội bóng này đang có được một phong độ tốt, vừa đánh bại đội bóng từ Ligue 1 với tỷ số là 6-1, đội Troyes. Ở trận đấu ra mắt trong màu áo Pau FC, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã có được một màn thể hiện ấn tượng. Quang Hải đã ghi được một siêu phẩm cùng với đó là một kiến tạo cho Melander đã lập công. Tuy nhiên thì Landes chỉ là một đội bóng bán chuyên tại Pháp nên có nhiều người vẫn mong chờ vào màn trình diễn của cầu thủ Hà Nội FC trong trận đấu sắp tới. Thích nghi nhanh chóng, đó là những gì Quang Hải đã thể hiện trong chiến thắng 5-0 của Pau FC trước đội tuyển Pau Sport FC. Tiền vệ người Việt Nam được huấn luyện viên Toulouse tung vào sân trong ngay đầu trận 1. Đó là một hành động mang tính chất tính toán của ông thầy người Pháp, vì huấn luyện viên trưởng của Pau FC muốn kiểm tra xem Quang Hải đã thật sự thích nghi hay chưa. Nếu tiếp tục thi đấu tốt ở trong trận đấu gặp nhà vô địch Ligue 2, nhiều khả năng Quang Hải sẽ tìm kiếm được một suất đá chính trong đội hình của Pau FC trong mùa giải mới. Tuy nhiên, đẳng cấp của đội bóng tiếp theo mà Pau FC đối đầu là điều không phải bàn cãi, nên là Quang Hải và đồng đội sẽ phải cố gắng hơn nhiều để có một kết quả tốt. Pau FC và Toulouse FC thường xuyên giao hữu và gặp nhau tại Ligue 2 trong 3 năm gần đây. Tổng cộng, hai đội đã có 8 lần chạm trán và Pau FC chưa bao giờ thắng với 4 trận hòa, 4 trận thua. Hai trận gặp nhau ở Ligue 1 mùa trước, Toulouse đã có 1 bàn thắng và 1 hòa. Nếu so sánh về giá trị đội hình thì Toulouse FC đã gấp 4 lần so với Pau FC. Cầu thủ đắt giá nhất và cũng đáng chú ý nhất của tân binh Ligue 1 đó chính là tiền vệ Bulmes. Cầu thủ người Hà Lan đã ghi dấu cực kỳ bùng nổ trong mùa giải trước với 12 bàn thắng và 21 kiến tạo tại Ligue 2. Hai trung vệ của Toulouse cũng đáng chú ý hơn, đó chính là Dika Ite và Nicolasin. Đây sẽ là hai cầu thủ đối đầu trực tiếp với Quang Hải nếu tiền vệ người Việt Nam được vào sân thi đấu. Trên hàng công của Toulouse, một cầu thủ người châu Á khác, đó chính là Ado Onegu của Nhật Bản. Huấn luyện viên Didier Toulouse thì không lạ gì với câu lạc bộ mà mình sẽ đối đầu. Và ông thì cũng không còn xa lạ với Quang Hải. Với những gì đã thể hiện, liệu tiền vệ người Việt Nam có được xếp đá chính hay không? Hãy cùng chờ xem! Đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có thông tin chính thức về bản quyền phát sóng trận giao hữu này. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất với quý vị khán giả. Bên cạnh đó, để thuận lợi cho người hâm mộ Việt Nam, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. Huấn luyện viên Toulouse chưa có thông báo những ai sẽ được bố trí đá chính trong trận đấu tới, nhưng có thể ông sẽ có sự thay đổi nhân sự so với trận trước, miễn sao sử dụng được hết những quân bài có trong tay nhằm chọn ra lực lượng tối ưu nhất tại Ligue 2 khởi tranh vào cuối tháng này. Với sự hòa nhập nhanh của Quang Hải là một tín hiệu rất vui, anh cũng được đồng đội dành nhiều lời khen và đánh giá cao. Do vậy, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn để thích nghi về văn hóa, ngôn ngữ. Quang Hải cũng đã sẵn sàng để được trao cơ hội trong những trận đấu giao hữu tới đây của Pau FC. Được biết về tính chất của một trận giao hữu, huấn luyện viên Didier Toulouse của Pau FC sẽ có buổi kỹ thuật với đại diện của câu lạc bộ của đội bạn để thống nhất phương án thi đấu 4 hiệp 30 phút hay là thi đấu trọn vẹn 120 phút trong hai hiệp chính và phụ. Dự kiến ban huấn luyện Pau FC cũng sẽ lên danh sách cầu thủ và đội hình cho trận đấu diễn ra. Với một bàn thắng và một đường kiến tạo tại SPS 5-0, Quang Hải sẽ có thể tiếp tục được trao cơ hội ra sân ở trận gặp nhà đương kim vô địch Ligue 2 tới đây. Giống như là một trận giao hữu đầu tiên của Pau FC, mà đội sức với Toulouse cũng sẽ mở cửa cho khán giả vào sân theo dõi. Tại sân vận động này thì sẽ đón tối đa là 1.000 cổ động viên vào sân, giá vé 5€ cho người lớn và miễn phí cho trẻ em. Hơn một tuần kể từ khi Quang Hải chính thức công bố bản hợp đồng với Pau FC, chân sút của Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông nước Pháp. Tờ báo thể thao hàng đầu xứ sở lục lăng L'Équipe vừa có một bài viết với tiêu đề Hậu trường vụ chuyển nhượng tới Pau FC của Quang Hải Messi Việt Nam. Tại nhà hàng Việt Nam ở gần Pontchartrain ở Paris, nơi Quang Hải sẽ có mặt một ngày vào tháng 5. Thì tất cả cũng đã trở nên là xôn xao. Các nữ phục vụ thì cũng tụng 5 tụng 7 để bàn tán, chỉ trỏ. Trong khi là cánh đầu bếp cũng kiếm cớ để lái vãng ở phòng ăn chỉ để nhìn vị khách đặc biệt này. Không phải ca sĩ hay diễn viên, Quang Hải là một cầu thủ bóng đá, một tuyển thủ quốc gia Việt Nam nổi tiếng, không chỉ ở trong nước mà cộng đồng hải ngoại cũng đều biết tới. Tờ này đã đưa tin. Vị phó chủ tịch của Pau FC cho biết, một người Pháp gốc Việt hiện đang đứng đầu của công ty môi giới chuyển nhượng MGE Invest là người đứng sau vụ chuyển nhượng Quang Hải tới Pháp. Công ty này cũng là người đại diện cho cầu thủ Billy Kekalfofon gốc Lào. Họ từng giúp cho cầu thủ này hoàn tất thủ tục để khoác áo đội tuyển Lào vào tháng 1 năm 2021. Trong một lần gặp gỡ ở Bỉ, thì ông Phi Hùng được Nguyễn Đắc Văn, đại diện Quang Hải,
cho biết tớ ý định là sang châu Âu khi mà hợp đồng với Hà Nội FC kết thúc. Tớ biết Quang Hải, chỉ có điều không hình dung nổi mức độ nổi tiếng của cậu ấy. Quang Hải nhỏ con, thuận chân trái, chơi ở vị trí số 10 và được mệnh danh là Messi Việt Nam. Với những phẩm chất ấy thì Phi Hùng nghĩ rằng tới Pau FC. Ông vốn có mối liên hệ với câu lạc bộ này, lãnh đạo Pau FC ngay lập tức hào hứng với đề xuất đó. Pau FC là một đội hình gia đình và có non trẻ ở Ligue 2, vậy nên chủ trương của câu lạc bộ là tìm kiếm cầu thủ từ những giải đấu khác ở lục địa khác. Khi Phi Hùng nói về Quang Hải thì chúng tôi cảm thấy có một gì đó rất khác lạ, ông vị chủ tịch này nói. Quang Hải đã khiến cho câu lạc bộ ngạc nhiên khi mà tìm hiểu rất kỹ về đội bóng, từ cầu thủ tới lối chơi. Cậu ấy muốn tới một câu lạc bộ gia đình và ổn định, bởi biết rằng ở châu Âu khác xa Việt Nam, cậu ấy phải bắt đầu từ con số 0. Cách đây không lâu, huấn luyện viên Didier Thorlot thì cũng cho rằng ông thật sự rất vui vì Hải đã xem các trận đấu của Pau FC và tin cậu ấy đã cân nhắc kỹ trước khi mà chọn Pau FC. Về phía Quang Hải, anh cho biết Pau FC là một câu lạc bộ thích hợp nhất với tôi ở thời điểm này. Đồng thời thì anh cũng rất hài lòng từ buổi tập đầu tiên bởi sự quan tâm hỗ trợ từ mọi người. Cho đến nay tất cả đều hạnh phúc, bản hợp đồng đã ký kết, Pau FC đã trở nên nổi tiếng với lượng theo dõi trên mạng xã hội ngày càng tăng. Họ cũng sẽ trở nên tốt hơn ở trên sân cỏ, điều này đã chứng minh trong trận giao hữu vừa rồi với Landes, cũng là trận chính thức đầu tiên của Quang Hải trong màu áo của câu lạc bộ mới. Trong khi đó, tờ Mail Ligue 2 thì đã viết về giải hạng 2 của Pháp, tổng kết về tháng đầu tiên của kỳ chuyển nhượng hè 2022. Trong số những đội bóng ở Ligue 2 được báo này điểm mặt, Pau FC cũng góp mặt với kế hoạch mua sắm khôn ngoan và đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Quang Hải. Với nhiều hợp đồng cho mượn kết thúc vào ngày 30 tháng 6, Pau FC đã có những sự chuẩn bị cần thiết với 11 tân binh chuyển đến trong mùa hè này. Đến tình hình hiện tại, khá là hạn chế về tài chính, Pau FC đã đem về được không ít những cái tên chú ý. Biệt nhất là phải kể đến sự xuất hiện của Quang Hải, ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam. Quang Hải đã mang đến cho Pau FC những hiệu ứng về truyền thông chưa từng có từ trước tới nay. Nếu những đóng góp của Quang Hải về mặt chuyên môn ngang bằng như thế này thì thật tuyệt vời. Ngoài việc đem về 11 tân binh, Pau FC cũng đã chia tay với 13 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, phần lớn những cái tên rời đội bóng miền Tây Nam nước Pháp thì đều là do đã hết hợp đồng cho mượn, khi đây là một chính sách mua bán khá quen thuộc của Pau FC. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ đã khác ở trong mùa giải này. 11 tân binh của Pau FC mùa này tính cả Quang Hải đều đã ký hợp đồng chính thức chứ không phải là cho mượn. Điều này cho thấy Pau FC thì vẫn đang tính tới một kế hoạch lâu dài hơn, đang ưu tiên cho những cầu thủ tự do để không phải mất phí chuyển nhượng nhưng vẫn có chất lượng tốt để bổ sung trong đội hình.